Cha mẹ rất là hay của Sạt
Mời 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 mời
I don't know.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Cùng câu lạc bộ hôn cẩm truyền
cùng câu lạc bộ Chợ Gạo đã cùng nhau chung vui buổi liên hoan mừng thọ hôm nay. Để mở đầu chương trình, xin kính chúc sức khỏe cho hai cụ được tâm niên duyên thọ, mừng cho con cháu cụ hãy giữ bình an. Để mở đầu chương trình, gửi tới quý vị đại biểu với bài hát Ân Nghĩa Mẹ Cha do tập thể diễn viên câu lạc bộ Hội Người Cao Tuổi xã Kim Xá trình bày. Mời quý vị thưởng thức đón nghe. Sau câu lạc bộ xã Kim Xá, xin mời đơn vị câu lạc bộ Chào Vàng chuẩn bị. Thank you.
Tôi nói hai ông hoa cũng như là không để, không để ông ra của tôi không để cho bà ông tiếp theo chương trình tôi thì có thể ông hoa chưa quay về nè. Dạ, ông hoa về hết rồi, hút dép. Hút dép hết rồi. Đến hoa bỏ miếng hút dép. Về hết rồi. Tôi là cô cảm chiếm chị này. Vậy bạn thể ra đây. Đâu bà không đâu. Để tiếp theo chương trình, bạn xin gửi tới gia đình cùng một toàn thể tâm quý khách với bài hát câu hát thương cha do tập thể diễn viên công đọc bộ hội người cao tuổi xã Trinh Xá trình bày. Sau đó về câu đọc bộ
Thế nó về để cầm chiền. Chuẩn bị. Thưởng thức bài hát Cung Đình Huế do tập thể Thanh Niên Câu lạc bộ cầm chiền trình bày. Mời quý vị thưởng thức. Rồi cái loa đằng kia kìa. Thank you.
Đến với bài hát khách đến nơi nhà do Phải báo mến câu lạc bộ của xã trình bày, mời gia đình cùng quý vị thưởng thức sau đơn vị xã đến vị trọng tài chuẩn bị. Cái điện kia nào mà anh ăn mất cái điện. Thank you.
Đây. Mẹ ơi, con nhớ Hiên bài học đầu tiên từ thiệt tha lòng mẹ. Anh ơi, bên cạnh vòng đóng đưa khi con còn bận mẹ, vòng đến từ ngàn xưa lo hạ. Thank you.
Thank you.
bài Tân Cổ, trong đó là ca khúc Tân Cổ bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Xin quý vị hãy tôi cho chúng mình một tràng pháo tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
Tiếp theo chương trình xin mời ca sĩ Xuân Khải đến với bài hát Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy. Xin mời ca sĩ Xuân Khải. Tôi bây giờ này là rất những khán giả xin hát bài Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy. Thế thì chúng ta sinh ra vào lúc đêm nay cũng được đồng con đồng cha, nhưng cũng không quên nhớ được công ơn của thầy để dạy. Như ăn công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Cuộc đời hết thế gian quan, sinh thành rồi
Tân Thành. Mai
Hồ quốc này là hồ trả thể hiện nhiệm vụ của mình. Xong rồi về công an và xem diễn viên về vào công chuẩn bị. Karaoke. Có câu thơ như này: 75 năm xuân tuổi có thừa, chợt xuân về thấy nát hương đưa. Hôm nay hai chú cháu tôi hát học, ông anh tôi hôm nay là được thọ 75 năm tuổi xuân. Tôi sẽ hát bài tìm em trong chiều về ly thân ca thân hòa đi. Gió thổi bơi nắng rối, chiều
nhau xuống đầy lâu. Yeah.
Nhân ơi đã có những yêu mà với chúa hay không quay về mình tìm nhóc nó nhận người bị
Thank you.